Bộ trưởng Quốc phòng ba nước gồm Pháp, Đức và Ba Lan hôm qua đã gặp nhau tại Paris thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine, kế hoạch mua vũ khí và công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Washington vào tháng tới. Pháp, Đức và Ba Lan đã công bố kế hoạch hợp tác mua vũ khí chính xác tầm xa để lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí châu Âu, mà họ cho rằng đã bị lộ ra trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng ba nước cũng cho biết sẽ thiết lập một cơ chế để mua sắm vũ khí tấn công chính xác sâu như tên lửa hành trình mà các cường quốc châu khác có thể tham gia. Kho tên lửa hành trình hiện có của châu bao gồm các hệ thống tương đối cũ và đắt tiền như Storm Shadow của Anh, SCAP của Pháp và Taurus của Đức. Ngoài ra, tại cuộc họp hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết nước này cùng với Đức và Pháp sẽ tổ chức cuộc tập trận chung trên lãnh thổ Ba Lan vào năm 2025.